Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón với mùa hè, những cây dưới đang vươn mình với cái nắng để phát triển. Chúng tôi đang lọc một số những phôi dưới, vườn dưới tại đây. Đây còn một loạt nữa chưa làm được các bạn này. Đây có vị cây dưới hai thân gọi là song siêu. Cây dưới này chiều hôm qua chúng tôi định hình do nó nắng nóng không đặt được máy các bạn, đặt tí máy nó tự ngắt. Thì các bạn theo dõi thì đây, cây dưới này nó có những cái điểm lên thẳng này, đây nữa, thì chúng ta cắt tạo ra một cái đường chạy và đảo một cái ngọn sang cái vị trí này, vừa hồi để che lưng tạo độ gầm ghì cho cây, và nó cũng có cái đường, có cái nét để nó chuyển mình ha các bạn nhé. Thì những vị trí này nó có rất là nhiều mạch da. Những cái vạch da này thì sau này nó sẽ mím vào, nó sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Nó có cái độ mím vào. Cái dưới này thì nó vừa phải thấp các bạn. Nó chỉ tầm khoảng tầm 1m6, 1m7 thôi. Sau lên chậu làm bonsai nó nhẹ nhàng. Cho khuôn viên nó vừa phải các bạn. Dành cho những khuôn viên vừa phải. Còn những cây dưới có chiều cao thì chúng ta dành cho những khuôn viên lớn hơn. Sau chúng ta trang trí vào nó sẽ đẹp. Đây chúng ta sẽ lấy một cái điểm này về. Phía bên trong tôi vẫn đang cắt. Đây một loạt đấy các bạn. Tôi xin lỗi quý vị các bạn.
dưới thì răm nó nhiều các bạn, răm nó nhiều nên anh em có thì chúng ta làm sớm, sớm thì vài năm sau là chúng ta có được cây chơi rồi. Quan trọng là chúng ta kiếm được các cái cốt nó đẹp một chút, thì cốt dưới thì rất là lâu các bạn, có những cốt cả vài trăm năm tuổi. Đây còn một dãy này tôi chưa làm các bạn. Đây những cốt này cũng là rất đẹp đấy các bạn. Chuyên lọc, lọc thì cốt đó tôi sẽ đặt máy làm video gửi đến các bạn. Mới định hình cắt được một số cây. Đây tại xã Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Có những cây thì sẽ lọc làm 3 ngọn. Có những cây lọc làm 2 ngọn. Và có những cây thì 1 ngọn. Tùy theo khẩu độ. Đây, như cây này chúng tôi cắt cho nó tỷ lệ cho nó khôn và tạo ra cái độ lắc như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Dưới thì gỗ thường nó rất là rắn các bạn. Ngày xưa thì cái thời lứa 7x, 8x thì các bạn biết là thường lấy dưới để đẽo làm con củ quay. Sau đó thì chúng ta sẽ đẽo con quay và chúng ta sẽ chơi bổ. Ai bổ thắng thì người đó sẽ giành thắng lợi. Đó là dùng bằng gỗ dưới. Dưới già thì 3 ly. Dưới khi mà cắt, các bạn cưa bình thường, cắt vài mạch là nó đã cảm thấy nó đã cùn lưỡi rồi. Đây các bạn thấy như nhất trụ kinh thiên này, chọc trời, hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Rồi xin kết thúc một video với quý vị và các bạn một chút. Và sẽ gửi đến quý vị và các bạn những video sau. Ở đây có những cái điểm lũa cũng như định hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.